Bài thành phố buồn, cách thành phố buồn bài trí cho một cái bài này thì nó rất là đơn giản. Tất cả em với tất cả mọi người thì sử dụng những tiếng của saxo hoặc trung bass, thì hôm nay sử dụng tiếng saxo cho nó nhanh nhá. Tiếng saxophone, mà saxophone mà nó nhựa nhựa giống như BK9 hoặc một số đàn sáp bò hay, thì nghe nó hay hơn. Và cái giọng mà nãy em đánh á, là nó thiếu á, đó tức là giọng mi thứ. Đấy, mi thứ là cái hợp âm cơ bản này, hợp âm cơ bản em tính này, mi fa son la si đó, thì là mi và la và si. Vậy thì là mi thứ, la thứ và si gì? Xin chào. Si trưởng bảy, Xin chào bạn. phi thứ, si trưởng bảy, còn si thứ là nghe ra một hợp âm khác. Và cách bấm si trưởng bảy em chưa biết bấm cho nên là nó bị đơ rồi nãy á. Rồi những cái âm phụ của nó, mi thứ, từ cái thứ em tính như thế nào để ra một cái dòng trưởng không xong. Mi fa son tức là em cộng ba cùng lên, em và các bạn cộng hòa cùng lên mi mi rồi đánh cộng pha son đúng không, mi pha son đúng không. Nhớ nha, là mình sẽ có một cái giọng song song đó. Bây giờ lặp lại một tí, ví dụ đô trưởng, ví dụ là la thứ này, la si đô đúng không, la si đô thì chúng có cái giọng. Bây giờ mình học mi thứ nó hơi khó nên nãy em đánh em bị đơ ở chỗ đó, anh nói nó hơi nhiều tí nên cái này phải thông cảm. Rồi ok, thì là mình sẽ có cái giọng son trưởng song song, tức là son la si đô rê đúng không. Son la si đô rê, vậy chúng ta sẽ có son trưởng, đô trưởng và rê trưởng. Rồi ok, vậy giờ chúng ta sẽ ghi ra giấy, sẽ có các bạn lấy giấy ra ghi nhá, nhớ về nhớ coi lại cái bài này và lấy giấy ghi ra là có những cái giọng, ví dụ như ở đó nó sẽ có là mi thứ rồi la thứ rồi si trưởng bài đó, rồi giọng song song của nó là, trả lời nhanh, son trưởng và Son chữ son son la si đô đô rê. Ok, son đô rê. Vậy là em nhớ rồi đúng không? Đó, son đô rê. Vậy thì chúng ta sẽ có là mi thứ rồi giọng son trưởng. Vậy là hai giọng. Nhớ sáu hợp âm đó. Và bây giờ anh sẽ nói sơ cái các hợp âm, anh sẽ tắt cái cầu này. Mi thứ. Mi thứ. Mi thứ đánh như thế này. Ok, em đánh như thế này. Đó. Đó, đây là mi thứ. Nó còn âm son này, âm si và âm mi. Là em biết rồi. Hồi nãy em đánh hơi lục chục. Rồi, âm thứ hai là âm la thứ. Đó. Rồi hợp âm thứ hai là âm si bảy, si trưởng bảy, si trưởng bảy thì bấm pha thăng son si và đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, đây nó sẽ hiển thị trên này, đây exit ra hết đi. Chúng ta exit ra khi chúng ta mới học á thì chúng ta có quyền trợ giúp của cái đấy, đây là chúng ta có thể đây ghi đó nó là nốt gì đây em? Rê thăng. Rê thăng của đội mi giáng đúng không, chúng ta đánh như vậy nó thành là si sus bảy rồi đó, ấm như vậy ha. Bấm này pha thăng la, bị hết pin rồi đúng không, thôi để về coi trên YouTube đi. Pha thăng la si và rê thăng được chưa, trên cái guitar mình bấm thành một cái mũi tên á. Ok đó, rồi rồi cao âm hộp âm anh nói âm song song của nó là gì, phải trả lời liền để mình đi sâu không có thời gian nhớ. Son trưởng rồi âm gì, son la si đô rê đô trưởng rồi cái gì, rê rê trưởng hoặc rê bài. Vậy rê bài bấm như thế nào, bấm như thế này đó, cơ bản nhất. Chứ nếu mà giờ anh chỉ dạy cho em ở giọng la thứ thì đi sâu anh chưa biết, nhiều khi là nhầm luôn á, nhầm là người ta chửi á, là giọng này là giọng mi thứ để đánh trước, chính là Đàm Vĩnh Hưng hát là pha thứ hoặc pha thăng thứ, là cái tông mà nó cao á thì gọi là ca sĩ, còn những người thường danh thì họ sẽ hát là mi thứ hoặc là mi giáng thứ, còn gọi là rê thăng thứ đó. Thì cái trường hợp mà bảo nhiều anh em bảo là mi giáng rê thăng là nói sai, không phải sai, cái này đây là trùng âm, nó trùng âm giống như cái thằng đó, một cái thằng A B gì đó, ví dụ tên của em ở nhà á, là tên tên Ken, nhưng mà ra đường á, thì có thể là đặt cái tên gì đó, nhưng mà ông già bà già thì gặp cái thằng Tèo, thằng Tí, thằng gì đó, là nếu là vẫn biểu hiện thể hiện một cái sự vật mà mình muốn nói về vấn đề này đó. Nhớ nha, ai nói cái vấn đề nào gọi mi giáng sai, mà tôi nói lê thăng không có sai gì hết á, tại vì nó là một cái đáp án như vậy nhá, chứ không phải sai nhá. Sau này có trường hợp đó em nhớ, đây có thể đọc là mi giáng thứ, trong tùy cái trường hợp, tùy trường hợp cái nó sẽ có một bài sau cho em. Rồi bây giờ anh sẽ đặt cái âm của bài này làm chậm cho em thấy. Ví dụ intro của bài này em sẽ đi từ cái điệp khúc ta, rồi từ đó là mình sẽ đánh như thế này.
Bây giờ sẽ tắt cái tiếng trinh này và lấy cái bài vào đánh thêm cái lower bên này nữa. Đấy. Đấy, cho nó to lên nha. Mi. Tức là sắp ngón thì tôi mọi người, tại vì mình tập vào giọng la thì ngón nó khác là ngón này. Ngón này thì mình sẽ chạy ngón hồi nãy chỉ để thêm ngón cho em. Thì bây giờ tạm thời để như thế này. Đấy, mi mi si si mi. Là mi thứ. Re thứ nha, re rừng nha. Re rừng là viết tắt chứ D lớn nha. Re thứ là D G M. Đó, G M M nhỏ. Đó. Re rừng. Sáng nay học âm gì? Si thứ cũng được, hoặc là âm son được. Ha, à, có hai lựa chọn. Đế nó như thế nào mình theo ạ? Đấy. Âm si nhưng mà lại là đặt hợp âm mi. Không sao hết. Âm la, am. Tại hồi nãy là có am, mi tiếp. Đê tiếp. Si thứ. Đó. Trong bài hồi nãy anh kêu là si trưởng, nhưng có thể có những cái trường hợp đặt si thứ tại vì bài này là giọng thứ nó buồn. À. Đây, cái âm trưởng á, âm trưởng bài là nó dẫn về về chủ cho nên rất là khó chịu, nên là anh không đặt. À, đến đâu rồi? Mi re fa. Fa mi. Đó. Anh làm lại chậm nha. Anh sẽ giảm tempo xuống khoảng 60. Chậm hơn nữa đi, trừ 5 đi, 55 đi. Nó hơi chậm nhá. Em về em đi làm á, em không có đánh tempo này nha. Đi làm là tempo khoảng 62 đến 65. Tùy người nhá, tùy con ơi nhá. Không có bắt bẻ nhiều mệt. Rê. Chỗ này anh đặt đô thì nó hay hơn này. Son. Đô trước. Nghe hay hơn. Son trước. Mi thứ. A M. C. Em à. Đêm. Mi. Đêm à. Đêm. Chỗ này đánh nhịp sai nhá. Tại vì lo nói. Anh về. Em à. Rồi. Đến đây. Mình mới học á thì mình sẽ báo cho người ta cho nó nhanh. Em nhấn cái xin la. Chồm lên đánh xin la liền. Chồm lên chưa? Đấy. Thành phố buồn đó ha. Hoặc là em chưa có giỏi á, thì em có thể chồm bên này, em vuốt bên này luôn này. À, tè tè đây. Mi rè mi rè ta rè di phôi. Đấy, em đếm như là vô thành phố buồn, tiếng buồn là mới vô ngón. Rồi bây giờ anh sẽ đánh cho em đúng cái tempo chuẩn của silo là 65. Anh sẽ đánh nhanh để về cái ngày thứ hai em sẽ tập như vậy. Thành phố buồn nhớ không em. Rồi bây giờ anh sẽ đọc hợp âm cho em tờ bài này. Tập tay trái thôi, tuyệt đối. Em cứ tham bài đánh kia mà thật lất hết nên rất là khổ cho em đấy. Thành phố mì nhớ không son, sông qua rè mì rồi sông qua rè. À, hình như sai rồi, hình có gì cái gì đó sai sai á. Cho anh đánh lại cái này. Thành phố mì nhớ không đô, mấy xì mì thành chỗ son la qua đồ rồi xong rê xong tá qua xì xong qua xì rồi lại qua rê xong qua xì xong qua rê xong tá về mì là về ấm chủ á. Rồi qua đô rồi qua rê xong qua mi về son, rồi qua mi sóng la, sóng về đô, sóng về đô.
đấy, cái chỗ này rất là nhanh, nhưng có một chỗ anh dẫn nó bị sai à, nó nên à, rồi từ đó nha, làm lại cái chỗ đó để anh em hiểu nữa. Cái đạo tâm này khó hơn dạ. Rồi từ rất khó lắm mình, tại vì sao mình không có đánh cái tay bên này. Rồi để nói lại nè, rồi từ mi rồi qua re xong qua đó về son, rồi qua mi xong qua la xong về đô xong về mi, qua rè xong ta qua sòn, qua rè xong ta lại qua mì, qua rè xong ta qua xì thử, xong rè xong ta qua mì, rồi có thể quay lại từ đầu. Sáng tạo ra đây là phát tiền. Có thể mình hát được. Đã lâu rồi tần 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 tần. Đi cùng lắm không? Hát được anh. Những cái tim màu bằng da. Nên tôi tần 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 tần. Anh đi hát giùm em. Nó si, dạ bài đó rất là nổi tiếng, rất là hay. Cho nên mình dạ đã rất lâu rồi, từ ngày em đã đi cũng giống vậy luôn. Nếu mà mình sao mà mình đánh nó vô một cái e như vậy. À, khi em tập được một cái giọng mấy thứ này rồi á, trong cái Quảng Nam á, Quảng Nam nó sẽ nằm ở trong cái vùng đó à, anh là những người nam cao tenor á, thì nó sẽ là ví dụ như đấy lên 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 đấy mi 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 son 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 đấy, tông của bằng kiều cũng thường thì mi thứ hoặc là thứ.